One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Quân đội hiện đại mang lại cho Tổng thống Vladimir Putin công cụ đắc lực để thúc đẩy chính sách đối ngoại ngày càng quyết liệt hơn, mà cuộc khủng hoảng Ukraine là một ví dụ mới nhất. Trong những ngày sau nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Boris Yeltsin, thì quân đội Nga dù vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng đã bị phương Tây đánh giá chỉ là một con hổ giấy. Moscow đã phải chật vật mới có thể duy trì được hoạt động tàu ngầm tại Bắc Cực. Thậm chí, tai nạn tàu ngầm hạt nhân Kursk phủ bóng đen lên nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Putin. Ở trong nước, thì quân đội Nga vất vả phải đối phó với cuộc nổi dậy ở Chechnya. Các binh sĩ Nga khi đó sinh hoạt trong điều kiện rất tồi tệ. Nhà cửa thì ẩm mốc, trang bị thì xuống cấp, huấn luyện nghèo nàn, thậm chí còn không có đủ quân phục đạt chuẩn. Nhưng sau 20 năm, tình hình đã hoàn toàn khác. Dưới bàn tay của Tổng thống Putin, quân đội Nga đã lột xác hoàn toàn thành một lực lượng hiện đại, có khả năng triển khai nhanh chóng với sức sát thương đáng kể trong các cuộc xung đột vũ trang chính quy. Công cụ đắc lực của ông Putin. Quân đội Nga hiện đang sở hữu những vũ khí dẫn đường chính xác cao. Cấu trúc chỉ huy được xây dựng hợp lý, những người lính thì tinh nhuệ, chuyên nghiệp. Và trên hết, Nga tiếp tục là cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Đội quân được hiện đại hóa đã trở thành con bài chủ chốt trong chính sách đối ngoại vốn đang ngày càng quyết liệt hơn của Tổng thống Putin. Trong 10 năm qua, những hành động đáng chú ý của Moscow gồm có sáp nhập Crimea bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, can thiệp quân sự vào Syria, hay dẫn đầu khối CSTO đưa quân vào Kazakhstan. Cho bạn nào chưa biết thì Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO là một liên minh quân sự bao gồm các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Lúc này, Moscow đang theo đuổi chiến dịch tham vọng bậc nhất và cũng là đáng lo ngại nhất kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh, đó là sử dụng vũ lực nhằm đưa Ukraine quay trở lại không gian ảnh hưởng của Nga. Chưa cần bắn một viên đạn, Tổng thống Putin đã có thể buộc chính quyền của ông Biden gạt sang một bên mọi ưu tiên khác và dành tất cả nguồn lực để xem xét những yêu sách về an ninh của Điện Kremlin, điều mà từ lâu Washington luôn phớt lờ. Và cho tới khi Putin động binh, nói không ngoa là cả một thế giới phương Tây đã phải hỗ trợ tất tay cho Ukraine. Quyết định sử dụng vũ lực nhằm khôi phục vị thế mà Moscow đánh mất sau chiến tranh lạnh là bước đi liều lĩnh nhất của Điện Kremlin, vốn nằm trong học thuyết an ninh được Tổng thống Putin lần đầu công bố vào năm 2018, khi Nga đã hé lộ một loại vũ khí hạt nhân mới có thể bay với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Nhờ cuộc đại tu toàn diện lực lượng vũ trang mà Moscow giờ đây đã có một đòn bẩy đắc lực trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Quân đội thì ngày càng hiện đại cũng giúp cho Điện Kremlin gửi thông điệp cảnh báo tới Washington, khiến giới chức Mỹ phải bối rối. Trong cuộc chiến Syria năm 2015, Nga áp đảo hoàn toàn lực lượng nổi dậy bằng những đòn không kích ác liệt. Bước tiến của Nga cho thấy quân đội nước này cũng có khả năng triển khai những vũ khí tầm xa dẫn đường chính xác, lĩnh vực mà phương Tây vẫn được cho là đã bỏ xa Moscow từ khá lâu. Màn lột xác ngoạn mục. Trong số vũ khí được Nga đưa tới biên giới Ukraine có xe tăng T-72B3. Đây là loại thiết giáp trang bị hệ thống quang học tầm nhiệt giúp chiến đấu hiệu quả vào ban đêm. T-72B3 cũng sở hữu tên lửa dẫn đường có tầm bắn xa gấp 2 lần các loại xe tăng khác. Các tàu chiến của Nga ở Biển Đen được trang bị tên lửa dẫn đường Kalibr đi cùng tên lửa đạn đạo Iskander-M triển khai trên bộ, có khả năng phá hủy mọi mục tiêu trên lãnh thổ của Ukraine. Trong 10 năm trở lại đây, không quân Nga đã mua sắm và sản xuất hơn 1.000 máy bay mới. Trong số này có những tiêm kích như Su-35S hiện đại nhất do chính Nga sản xuất. Trong số đó thì có một phi đội Su-35S hiện đã được triển khai ở Belarus. Các vũ khí mới của Nga đã chứng minh được sức mạnh trên chiến trường Syria. Và đáng nói hơn là giới quân sự Mỹ bị bất ngờ trước năng lực quốc phòng mà Nga thể hiện. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận là tôi rất bất ngờ khi hay tin tên lửa Kalibr phóng đi từ biển Caspia nhắm vào các mục tiêu ở Syria. Trước đó, tôi thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của chúng, tướng Ben Hoges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu đã chia sẻ. Tư duy quốc phòng của Điện Kremlin về quy mô lực lượng vũ trang cũng đã thay đổi. Nga hiện không còn phụ thuộc vào lính nghĩa vụ, thay vào đó, lực lượng nòng cốt là 400.000 quân nhân hợp đồng được đào tạo bài bản. Lính hợp đồng được đãi ngộ tốt hơn hẳn. Vào tháng 12 năm 2021, Tổng thống Putin đã cho biết
một trung úy quân đội có thu nhập là khoảng 1.000 đô trên một tháng, cao hơn mức trung bình trong nhiều lĩnh vực khác. Ông Putin nói thêm, chính phủ đã chi khoảng 1,5 tỷ đô trợ cấp nhà ở cho các binh sĩ. Không chỉ nâng cấp trang thiết bị quân sự, học thuyết quốc phòng của Nga cũng đã thay đổi. Theo Dmitry Adamski, chuyên gia an ninh quốc tế Đại học Reisman, Moscow đã kết hợp đe dọa sử dụng vũ lực và sử dụng vũ lực với ngoại giao, tấn công mạng và tuyên truyền nhằm đạt được các mục tiêu về chính trị. Chiến lược kết hợp nhiều công cụ này đang được áp dụng trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Một mặt, Moscow gây sức ép đòi hỏi phương Tây phải nhượng bộ. Mặt khác, Nga triển khai binh sĩ tới biên giới Ukraine và trong lãnh thổ Belarus, có nơi chỉ cách Kiev khoảng 160 km. Sau đó, khi tiến hành chiến dịch quân sự, Nga cũng liên tiếp có các hành động thái gây sức ép lên phương Tây. Điển hình là quang quân mài dầu mỏ và khí đốt, chứ không đơn thuần là dùng súng đạn trên đất Ukraine. Trong khi đó, thì truyền thông nhà nước Nga đã lưu loa rằng quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho hành vi khiêu chiến ở miền Đông, nơi mà lực lượng ly khai tạm chiếm. Hôm 14 tháng 1, tin tặc tấn công đánh sập hàng loạt website của cơ quan chính phủ Ukraine. Trên một trong các website như vậy, tin tặc đã để lại thông điệp hãy biết sợ và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Người ta thấy được tấn công mạng, động thái quân sự và cả sức ép ngoại giao, tất cả được thực hiện có sự phối hợp, ông Adamski nói. Vượt Mỹ về chiến tranh điện tử. Trước khi leo thang căng thẳng ở Ukraine, Nga đã sử dụng cuộc chiến ở Syria năm 2015 làm thao trường để tập dượt chiến thuật, thử nghiệm vũ khí, giúp quân đội rèn luyện kinh nghiệm tác chiến. Các sĩ quan cấp dưới được trao nhiều trọng trách và nhiệm vụ hơn. Hồi đầu năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố tất cả chỉ huy lực lượng bộ binh, 92% chỉ huy không quân và 62% chỉ huy hải quân có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Nga chứng minh cho thế giới thấy họ có thể phát động những chiến dịch quy mô lớn, sử dụng vũ khí chính xác, vũ khí tầm xa và khả năng thu thập thông tin tình báo, chuyên gia Adamski nói. Hiện nay, Nga sở hữu những vũ khí điện tử có khả năng can thiệp hệ thống và làm nghẽn mạng thông tin của đối phương, vô hiệu hóa máy bay không người lái. Năng lực chiến tranh điện tử của Nga thậm chí được đánh giá là đã qua mặt của Mỹ. Suốt 20 năm qua, chúng ta tập trung vào iPhone, điện thoại thông minh và các mạng lưới khủng bố, trong khi đối thủ phát triển những vũ khí đánh chặn hiệu quả và uy lực, tướng Hawkes, cựu chủ lực lượng Mỹ ở châu Âu, đã nói. Dĩ nhiên, quân đội Nga thì vẫn còn nhiều hạn chế. Nền kinh tế dân sự của Nga không có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, trong khi đầu tư nghiên cứu và phát triển thì gần như không tồn tại. Bởi vậy, tình trạng thiếu hụt linh kiện công nghệ cao là không thể tránh khỏi. Chi tiêu quốc phòng của Nga chiếm tới 11% GDP cả nước, cao gấp nhiều lần các nước láng giềng ở châu Âu, khiến ngân sách cho các lĩnh vực thiết yếu khác bị cắt giảm. Khi quân đội Ukraine bắn rơi máy bay do thám không người lái của Nga vào cuối năm ngoái, thì họ phát hiện nhiều linh kiện điện tử và động cơ lấy từ drone dân sự do các công ty Tây Âu sản xuất. Nga sở hữu rất ít hệ thống vũ khí hoàn toàn mới, đa phần là trang thiết bị của Nga là hàng tân trang từ loại vũ khí cũ. Tuy nhiên, chất lượng của từng loại vũ khí thì không quan trọng bằng tư duy quân sự và cách mà quân đội Nga học hỏi, phát triển qua thời gian dưới bàn tay của ông Putin. Chúng ta phải dành lời khen ngợi cho họ, quân đội Nga thực sự học hỏi và thích ứng. Mỗi lần quan sát họ trong một cuộc xung đột vũ trang, tôi có thể thấy họ tiến bộ từng bước, tướng Bedrov, cựu chủ huy quân NATO nhận xét. Những loại tên lửa Nga sử dụng để tấn công phủ đầu Ukraine. Nga đã sử dụng kho tên lửa phong phú của mình để tấn công các mục tiêu quan trọng khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự, Moscow đã dùng tới tên lửa hành trình tấn công từ đất liền, tên lửa đạn đạo và các tên lửa phóng từ trên không. Tên lửa 3M14 Kalib. Theo Bộ Quốc phòng của Ukraine, Nga đã phóng 30 tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 Kalib, viết tắt LACM. Đây là loại vũ khí đã từng được Hải quân Nga sử dụng trong thời gian can dự vào Syria và đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất trong kho vũ khí của quân đội Nga. Tên lửa 3M14 Kalib của Nga có tầm bắn là 2.500 km và mang được đầu đạn nặng hơn 400 kg, đủ sức tấn công mọi mục tiêu ở Ukraine khi bắn từ Biển Đen. Các tên lửa 3M14 Kalib được biên chế cho hạm đội Biển Đen của Nga, với các chiến hạm có thể triển khai tên lửa 3M14. Hạm đội này có 3 tàu hộ vệ đề án 11356M, 4 tàu tên lửa đề án 21630, 3 hoặc 4 tàu tuần tra đề án 22160, có thể mang bệ phóng Kalib dạng container, cùng với 6 tàu ngầm đề án 6363. Tên lửa hành trình phóng từ máy bay.
Đến nay, thì giới chuyên gia vẫn chưa chắc chắn về việc máy bay của Nga phóng tên lửa hành trình về phía Ukraine. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng của Mỹ đã nói đợt tấn công mở màn của Nga có tới 75 máy bay ném bom hạng nặng và hạng trung tham gia. Các máy bay ném bom hạng nặng này có thể là Tu-160 Blackjack, Tu-95MS Bearhawk và cả Tu-22M3 Blackfire C. Còn máy bay ném bom hạng trung gồm có Su-24 Fencer, Su-34 Fullback. Trong số này thì Tu-160 và Tu-95MS có khả năng mang tên lửa hành trình. Hiện tại, lực lượng hàng không vũ trụ của Nga có hai loại tên lửa hành trình phóng từ trên không. KH-101 là tên lửa hành trình cận âm hiện đại, tàng hình, với tầm bắn tối đa được báo cáo là 5.000 km trở lên. KH-101 được sử dụng lần đầu tiên trong chiến dịch của Nga ở Syria, được phóng bởi cả máy bay ném bom Tu-160 và cả Tu-95MS. Một vũ khí thế hệ cũ hơn là tên lửa KH-555 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa có thể được lắp vào các thùng nhiên liệu phù hợp để mở rộng tầm bắn lên khoảng 3.000 km. Tên lửa Iskander-M. Tên lửa đạn đạo Iskander-M nằm trong số nhiều hệ thống vũ khí mà Nga đã triển khai xung quanh Ukraine trong những tuần gần đây. Iskander là tên lửa một tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh, có tầm bắn tối đa là 500 km, có thể mang cả đầu đạn thường cũng như đầu đạn hạt nhân. Iskander có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới. Mũi quả đạn của nó có tốc độ tối đa là 9.350 km/h, cùng tính năng thay đổi đường bay liên tục, vô hiệu hóa các nỗ lực đánh chặn của đối phương. Trước cuộc chiến, Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng Iskander-M là một hệ thống vũ khí quan trọng, có khả năng được sử dụng để tiêu diệt các vật thể quan trọng. Tên lửa Iskander-K. Tên lửa Iskander-K có thể dùng chung xe chở đạn, kiêm bệ phóng và phương tiện hỗ trợ với hệ thống Iskander-M. Tên lửa Iskander-K có tầm bắn 500 km. Tên lửa Thor-Ka. Được phát triển trong chiến tranh lạnh, Thor-Ka là tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động SRBM, có thể mang nhiều loại đầu đạn. Tên lửa KH-31P. Tên lửa này đã được sử dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch của Nga tại Ukraine, có khả năng loại bỏ radar của đối phương. Phiên bản KH-31P ra đời năm 1991, không lâu trước khi Liên Xô tan rã. KH-31P bay ở độ cao lớn để bám theo tín hiệu radar của đối phương, cho phép nó đạt tốc độ tối đa là hơn 4.300 km/h với tầm bắn là 110 km. Tên lửa này chủ yếu được sử dụng cho các máy bay cường kích như Su-24, Su-34, Su-30SM và Su-35S. Cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận nhé!